nhớ tên hết từng con rồi đúng không? Em đặt theo màu thôi chị. À đặt theo màu. À. Trời ơi, chị là phải yêu động vật thực sự lắm luôn, đúng không? Thời gian chăm sóc của một con. Dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình là sao? À, khuyết điểm của em là em hơi nóng tính. Em hay giận, buồn cũng hay quên, không để buồn ai hết. À, tức là hơi vu vơ đúng không? Dạ. Ừ. Còn gì nữa nè? Còn không còn là chị nói đó quên rồi, quên được điểm của mình luôn rồi, chắc là chị có ưu điểm thôi. À, còn biết quên quá. Còn nè, cả cái giới thiệu là cả biết liền ưu điểm cái điểm cực. Dạ, ưu điểm của em thì có ăn hả? Em chỉ thấy người biết có ăn rồi. Nhược điểm của em là hầu như là anh thấy chỉ có cái là ngủ nướng thôi. À, ngủ không? Ngủ nướng thì ngủ rửa nó phát thì ra đó.